Hắn ta nhốt tôi trong biệt thự, hàng ngày tự tay rửa mặt, đút cơm cho tôi. Yêu cầu duy nhất của hắn ta với tôi là không được rời xa. Mắt tôi sáng lên, còn có chuyện tốt như vậy sao? Liễu Như Yên dường như không thể chấp nhận từ ngữ này, vội vàng giải thích. Không phải, tôi chỉ muốn ở bên cạnh Tiểu Đường mãi mãi. Hắn ta tịch thu điện thoại của tôi, cho tôi một chiếc điện thoại mới đã được chỉnh sửa, chỉ có thể xem video, đọc tiểu thuyết, cắt đứt mọi liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài. Tôi đã cố gắng trốn thoát, nhưng đều bị Liễu Như Yên phát hiện. Cố ý kích động tính cách cố chấp của hắn ta. Tôi đã sớm phát hiện ra, Liễu Như Yên là người có tính cách cố chấp. Nếu là trong tiểu thuyết, chắc chắn là nữ chính bệnh kiều rồi. Tôi thích hắn ta quan tâm đến tôi đến chết đi sống lại. Tôi không biết sự si mê của Liễu Như Yên có thể kéo dài bao lâu, vì vậy tôi không thể để lộ ra ngoài. Nếu không, có lẽ sẽ không được hưởng thụ. Dù sao thứ không có được mới là tốt nhất. Từ đó tôi bắt đầu cuộc sống cơm bưng nước rót. Hàng ngày chỉ cần nằm trên giường đọc tiểu thuyết, đó thì có người đút cơm. Nhờ có Liễu Như Yên, nếu không tôi đến chết cũng không sống được ngày tháng tốt đẹp như vậy. Tôi sinh ra ở vùng núi, bố mẹ sinh được 7 người con, mà tôi là đứa con thứ tư, ít được cưng chiều nhất, không có mẹ già yêu, bố nghiện cờ bạc, em trai độc ác, thích chơi xấu. Tôi đáng thương, bị bỏ đói, cắt cỏ cho lợn ăn, làm nô lệ cho anh trai, em trai tùy ý đánh đập. Đây là cuộc sống hàng ngày của tôi. Vì vậy, tôi đã bỏ trốn, chạy đến một nơi không ai quen biết tôi, bắt đầu lại từ đầu. Tôi vừa đi làm kiếm tiền đi học, vừa đề phòng người nhà đến bắt tôi. Vì vậy tôi rất bất an, rất thiếu thốn tình cảm. Tôi muốn rất nhiều tiền. Liễu Như Yên cho tôi ở biệt thự lớn, cho tôi tiền tiêu. Người lại xinh đẹp, dịu dàng, lại còn yêu tôi rất nhiều. Tôi không thể thoát khỏi căn biệt thự như mê cung này. Tất nhiên tôi cũng không muốn chạy trốn. Lưu ma cả rồng ở quê nhà cũng không tìm thấy tôi. Tôi còn gì không hài lòng nữa chứ. Bảo bối, cơm làm xong rồi. Liễu Như Yên vừa nói vừa bước tới, thấy tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tối sầm, lại muốn bỏ trốn. Tôi sợ hãi trước tốc độ thay đổi sắc mặt của hắn ta. Chán ghét nói, đúng, tôi không muốn ở bên cạnh một con quái vật như anh. Rõ ràng là sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cố ý tỏ ra mạnh mẽ, là thanh niên tốt không khuất phục trước thà chết chứ không chịu khuất phục. Giỏi lắm Y Đằng Thành, anh diễn xuất quá giỏi, nắm bắt rất tốt. Tôi thầm khen ngợi bản thân trong lòng. Liễu Như Yên không nhịn được lắc lư cơ thể, run rẩy, quái vật, Tiểu Đường, anh cảm thấy tôi là quái vật sao? Vậy mà trước đây anh rõ ràng nói thích tôi nhất. Hốc mắt Liễu Như Yên đỏ hoe, bất ngờ lao đến ôm chầm lấy tôi, cái đầu nhỏ nhắn vùi vào ngực tôi, giọng nói nghẹn ngào, anh đã nói là thích tôi mà. Hừ, quay mặt đi. Đôi môi 37 độ liên tục thốt ra những lời lạnh lùng, ai mà thích một con quái vật chứ. Anh có biết tôi rất phiền phức không? Tôi chưa kịp nói xong, đôi môi đã bị nụ hôn nóng bỏng háo hức như thể sợ tôi chạy mất, lại như đang trốn tránh điều gì đó. Liễu Như Yên xinh đẹp, tôi thích cảm giác nghẹt thở sắp ngất xỉu vì nụ hôn này. Mỗi khi muốn hôn Liễu Như Yên nhưng lại không thể nói thẳng tôi ra. Sẽ cố tình kích động hắn ta như vậy, khiến hắn ta mất kiểm soát, phát điên, chủ động hôn tôi. Hôn khoảng hơn 10 phút, Liễu Như Yên mới dần bình tĩnh lại. Ngực hắn ta phập phồng không yên, nước mắt hắn ta rơi xuống lã chã, hốc mắt rất đỏ, tràn đầy vẻ cầu xin. Mẹ kiếp, đây là hôn sao? Là chua chát, vừa đau vừa sướng. Đôi môi của Liễu Như Yên đã sưng đỏ lên, còn có vài vết thương đã đóng vảy. Hắn ta nhón chân lên, khẽ hôn lên môi tôi, vừa khóc vừa ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói rất dịu dàng, Tiểu Đường, đừng ghét tôi có được không? Tôi không nhẫn tâm quay đầu đi. Phân đoạn xen giữa này như thể chưa từng xảy ra. Liễu Như Yên lại mỉm cười, dắt tôi đến bàn ăn cơm. Tôi lạnh lùng nhìn những món ăn trên bàn, âm thầm nuốt nước miếng. Liễu Như Yên thật là có bản lĩnh, bắt tôi phải ăn hết sạch. Ăn cơm xong, Liễu Như Yên vui vẻ nhếch mép cười, dắt tôi lên lầu, tâm trạng rất vui vẻ. Tiểu Đường, nhà chúng ta là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không cần phải lo lắng đến sẽ không để bản thân phải chịu thiệt đâu. Rõ ràng như vậy sao? Tôi đã rất kiềm chế rồi. Hình như hôm đó công ty có việc gấp, Liễu Như Yên buộc phải đi một chuyến. Sau đó Liễu Như Yên không ra ngoài nữa, luôn ở trong tòa lâu đài này bầu bạn với tôi, sợ tôi bỏ trốn, giận dữ mắng mỏ, cầu xin Liễu Như Yên buông tha cho đều tôi. Đều vô dụng, tôi có thể làm bất cứ điều gì, nhưng chỉ có một điều, là tôi phải ở dưới mí mắt của hắn ta mọi lúc mọi nơi. Mấy ngày nay không cần phải nói cũng biết sướng thế tôi nào. Tôi có thể phát điên bất cứ lúc nào. Đồ sứ, đồng hồ đắt tiền, tôi muốn đeo bao nhiêu thì đeo. Liễu Như Yên chỉ lo lắng những thứ này không đủ cho tôi đeo. Thỉnh thoảng Liễu Như Yên khiến tôi chơi game, tâm trạng không tốt, liền chút giận lên Liễu Như Yên. Tôi hùng dữ nói, đều tại hơi thở xui xẻo của anh ảnh hưởng đến tôi. Thua là do anh hết. Liễu Như Yên nhỏ giọng nói, xin lỗi, xin lỗi.